Nhưng mà ngay cái đầu tiên ấy, bạn nhìn ta là nhìn theo cái quan điểm gọi là không tin ấy, không hiểu không? Không tin, chỉ tin vào kinh Phật thôi, tin vào Đức Phật thôi. Tức là ngay từ đầu mình đã không cho cơ hội mình tìm hiểu vị thầy này, và mình có cái lòng nghi như vậy thì Thượng Đế sẽ đẩy từ trường theo cái nghi của mình. Tức là những bài pháp nó thâm sâu như vậy, không học mà chỉ đi nhòm ngó thần thông này nọ, mà tao có dùng thần thông đâu, con hiểu chưa? Thế nên tao mà dùng thần thông, ngày xưa Đức Phật Đức Chúa cũng dùng, cũng trăm ngàn vạn đức hóa thân để ngài cũng dùng thần thông. Thần thông là tự nhiên nó có, con hiểu chưa? Khi ra biển rồi có sứ mệnh là tự nhiên là có, con hiểu chưa? Tự nhiên nó có lực lượng, mình mạnh rồi mình hòa với đại ngã rồi, mình với đại ngã là một thì tự nhiên nó có, các con hiểu chưa? Lúc đấy các con có sứ mệnh, nhưng phải là những người có sứ mệnh con nhé. Những người không có sứ mệnh không có sứ mệnh thì không ra biển được, phần lớn là không có sứ mệnh không ra biển được. Cái này tôi nói thật đấy, không hòa với biển được một. Tức là học thì học hiểu biển, nó biển thỉnh thoảng cho ra tắm một tí xong đuổi về, về trong lại chùm lên nè, mà chùm lại. Còn chúng nào cho ra tắm biển tí, tức là hòa vào tí sung sướng thôi rồi, xong một lúc sau bắt đầu là đuổi đuổi về, xong chùm cái màn vô minh lên lại như trước đấy, hiểu chưa? Vì không có sứ mệnh. Thứ hai là chưa vượt qua những bài khảo và phải che lại để dạy tiếp, để huấn luyện tiếp cho đến khi nào nó vô ngã thì thôi. Thế nào? Bắt đầu lại che lại à. Đến chỗ này rồi nhiều khi là cho ra biển tắm một tí sung sướng, tưởng mình to lắm rồi hả, tưởng mình bắt đầu khai ngộ thâm sâu lắm rồi à. Bắt đầu cũng tự hào bên trong, tự hào một tí bắt đầu chùm lại, bắn ra một gọi là, cho một lớp áo vô minh lại che lên, mai lại vẫn thấy như xưa. Vẫn thấy như xưa, qua khai ngộ như vậy không mà lại vẫn thấy như xưa, bởi vì lại mặc cái áo ngài cởi ra trong một tí xong ngài lại chùm cái màn vô minh lên, các con hiểu không? Nó quan trọng tu hành thì mình phải sáng suốt, tức là câu thông với vị Phật bên trong. Nhưng mà khảo khi chùm cái màn vô minh lên mà con nhập vào cái từ trường gọi là suy nghĩ đúng sai luôn đấy, là cứ chạy theo từ trường đấy. À, bài này chưa vượt qua cứ đẩy đẩy tiếp, đẩy tiếp, đẩy tiếp mà có khi là trắng bẻ thành đen luôn đấy. Đúng bẻ thành sai luôn đấy. Những cái tốt đẹp này, ví dụ chẳng hạn như Minh Sư ra chữa bệnh giúp mọi người tiêu trừ bệnh tật, thấy ngoài toàn dùng thần thông hả, ngọ kia hả, mà mình dùng thần thông đâu, vì tình thương mà muốn chia sẻ, chúng ta cũng không muốn xen vào bất cứ bệnh tật của ai này, các con hiểu không? Nhưng bởi vì mọi người không biết được nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật, đi uống thuốc khắp đó đây mà không khỏi, cho nên bệnh có lúc thể giảm tí, không thể nó nặng ra, hoặc nó vẫn thế. Cho nên các con tu hành với ta mà bệnh tật không tiêu trừ là chứng tỏ là cái niềm tin của mình nó còn hơi yếu, các con hiểu chưa? Sau này sẽ dạy cho con cái bài gọi là làm chủ thân khẩu ý. Các con cũng làm chủ thân khẩu ý nhưng ở mức độ còn hời hợt lắm. Và có những bài Thượng Đế là không cho dạy, các con hiểu, tự các con phải đi, con hiểu chưa? Mình bẻ được từ trường, các con hiểu chưa? Nhưng bởi vì các con không biết được điều này cho nên các con cứ đồng hóa mình với từ trường, các con hiểu chưa? Cho nên tại sao con thấy những cái người gọi là tiếp viên hàng không ấy, họ đi rất là đẹp, bởi vì sao? Lúc đầu họ chưa làm tiếp viên hàng không, họ cũng đi đứng các kiểu luôn. Nhưng vào đấy rồi được huấn luyện đi phải như thế này, đi phải như thế này, đi phải như thế này, hay là như các hoa hậu người mẫu đi, các con hiểu chưa? Để họ đi được như vậy là họ phải tập luyện, mà tập luyện chính là bẻ từ trường đấy, con hiểu chưa? Bẻ thói quen của mình đấy, các con hiểu không? Đấy, cho nên là các con biết được điều này, các con hóa giải từ trường rất là dễ.
Còn nếu mà mình không biết, mình cứ đồng hóa mình với từ trường, thượng đế càng lúc càng đẩy cái đẩy từ trường. Ngài bảo ngu quá cho ngu luôn, cứ đẩy vào. Bệnh bệnh tật mà, chẳng hạn như hơi tí ngài đẩy vào kêu đau quái hoài lên, xong nằm 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 bệt ra. Chứ ngài thương thì ít, nhưng ngài đẩy thì nhiều. Cái kiểu vận hành của thượng đế như vậy. Bởi vì ngài bảo đó, bên trong có thượng đế, có đấng sáng tạo mà không biết, có trí huệ không biết, lấy ra dùng ta khảo một tí cái là đã thua rồi, đã quên mình là ai rồi, không biết sử dụng trí huệ quán chiếu, cứ đẩy vào cái là nhập vào luôn, đẩy vào cái là nhập vào luôn. Nhưng tại sao nó lúc thượng đế ngài ngài đẩy cho nhiều ra, có nhiều người ngài cứ đẩy cho nó càng lúc càng nặng lên đi, bởi vì nó cứ nhập vào cái từ trường đấy. Nhưng mà phần lớn là nhiều người là ngài cũng đẩy khảo một tí thôi là ngài rút ra luôn. Nó khổ cái là cái vấn đề giữa con người và thượng đế ở chỗ này này. Thượng đế thì ở hình tướng ngài và cách suy nghĩ của ngài thì ngài cứ nghĩ đấy là ta. Các con hiểu chưa? Còn ở nhân gian thì cái người đó thì cứ nghĩ mình là cái người vô minh, cái người nghiệp chướng, cái người bệnh tật, cái người nọ người kia thấp hèn. Con hiểu chưa? Đấy, cho nên là nhiều khi là thượng đế ngài cũng hơi mạnh tay một tí. Nhưng mà sau cái bài pháp này, sau cái thông điệp hôm qua của thượng đế, ngài sẽ giảm bệnh tật cho toàn thế giới, tức là không đẩy vào nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa đẩy 100 phần, giờ chỉ đẩy 50 phần thôi. Và ngài sẽ ngài thông điệp xuống, ngài sẽ giảm xuống 30% thôi. Mới hai nữa, ngài đẩy theo cái kiểu giờ nhiều người họ mê, họ ngộ trong mê nhiều quá, cứ tin. Chẳng hạn như ăn quả cà, nghe người khác ăn quả cà này sẽ đau nhức, vốn ăn cà không bao giờ đau nhức, sang tin ăn cà đau nhức, thế là bắt đầu nghe được ở đâu đó hả. Thế là ngày trước ăn cà không sao, nhưng tự nhiên đi nghe đến bà A bà B mới bảo ăn cà, tôi ăn cà đau nhức lắm. Thế là y ngay như y như rằng lần sau về ăn cà cũng thấy đau nhức. Thế các con biết đây là nây nghiệp chướng đúng không? Thế nên gọi nây nghiệp chướng, tức là nây cái quan điểm mê muội của người ta. Nghiệp chướng là như vậy, các con hiểu chưa? Nây cái quan điểm mê mê mờ người ta, tin theo cái sự mê mờ người ta, các con hiểu chưa? Nên không dùng trí huệ. Trước mình ăn cà có sao đâu, không có đau nhức gì, tự nhiên đi đến gặp bà A B bà bảo tôi ăn cà giờ đau nhức, tôi không ăn nữa. Thế hôm sau về ăn cà y như rằng đau nhức, tức là mình cứ tin như vậy. Chứ con phải có sự sáng suốt, tu hành là phải có sự sáng suốt con nhé. Bởi vì ta tất cả đều là ta, từ bịt mắt diễn tuồng ảo, nên đau khổ cứ buồn vui lẫn lộn, chẳng ngộ ra ta ở trong em. Rồi có lúc ta chơi trò trốn tìm, để em buồn mà chẳng hiểu vì sao, đến khắc hoài em nhớ về nguồn cội, em bỏ đời bước vào cửa thiền môn. Ta và em đang chơi trò trốn tìm, cứ như thế qua muôn đời vạn kiếp. Giờ em đã tìm thấy ta rồi nhé, hãy vui lên cất tiếng ca yêu đời. Ở nơi đâu em cũng đã thấy ta. Ta là hoa thuở hương thơm ngào ngạt, ta là gió vờn mái tóc tung bay, trong ngày xuân em chơi vội trăng rằm. Ta là mây lang thang khắp bầu trời, cứ tự tại lững lờ trôi vô định. Ta là những cụ già tóc trắng bạc, ngồi ưu tư suy ngẫm cuộc đời. Ta là trẻ mắt long lanh lấp lánh, nghe
trên nụ cười tỏa sáng dịu lòng ai. Ta là ai em phải nhớ, đừng giận hờn trách móc vu vơ. Kiều nhịp ngỡ đôi ta chia ngã, em luôn hồi ta lại mất công chồng. Valentine ta tặng em món quà, hoa tình yêu ta gửi tới cho em. Là hào quang đang tỏa sáng bầu trời, là muôn ngàn bông hoa khoe sắc tắm. Ta tặng ta Valentine yêu thương. Ta là ai em phải nhớ, đừng giận hờn trách móc. Kêu nhịp ngã đôi ta chia hai ngã, em luân hồi ta lại mất công chồng. Valentine ta tặng em món quà, hoa tình yêu ta gửi tới cho em. Đăng ký kênh Thiền Sư Tịnh Quang, những bài khai sáng quý vị áp dụng thực hành thì quý vị sẽ có một cuộc sống an nhiên, tự tại, giải thoát hiện tiền. Quý vị cùng nghe thực hành và lan tỏa.